Bây giờ là 7 giờ sáng nha. Mình đi dạo một vòng kiếm chỗ bán đồ ăn sáng. Đây người ta bán cái gì? Bánh bột lọc. Đầy đủ luôn. Cái này nhân gì vậy cô? Tôm tươi. Tôm. Ở đây là có bánh ít rang nè. Dĩa này là 30.000 nè. Bánh ít rang 30.000 các bạn. Rồi ăn thôi, thử coi coi có ngon không nha. Mời các bạn nha. Ngay chỗ 11 Nguyễn Văn Chỗi nè các bạn. Có cô bán bánh bèo, có cô bán bún bò. Rất là đông người ăn nha. Như cái chỗ mà khách sạn nhà nghỉ mình ở nè các bạn. Các bạn để ý cầu thang nha. Như cái cầu thang này nha, nó không có lầu 1 đó, nó chỉ có tầng trệt và lầu 2 thôi đó, tùy theo vùng miền. Rồi xe tới đó nè các bạn. Đi tour Lang Biang. Đây xe này Happy Day 49B01805. Tour mình đi của công ty du lịch Happy Day Travel nha. Chào cô chú, xin chào tất cả anh chị ha. Con tên là Ngọc, sẽ là hướng dẫn con mình đi cái tour chinh phục cái đỉnh núi Lang Biang và thác La Tân La ngày hôm nay. Và cùng hành trình của đoàn chúng ta hôm nay thì có anh Sơn sẽ đưa đoàn chúng ta đi suốt một ngày. Và số xe của mình đó là số xe 01805. Và thưa cô chú anh chị, thì hôm nay có một số cô chú anh chị cũng nước ngoài cũng bay tới Đà Lạt chúng ta, cũng đăng ký tour ngày hôm nay. Thì chắc cho Ngọc xen vào mấy câu tiếng Anh để giúp cho cô chú anh chị hiểu sơ về lịch trình và con người Đà Lạt luôn cô chú anh chị nhé. This morning everybody. Hello. Yes, my name Ngọc, N-G-O-C, nice to meet you. Today together with me is Mr. Sun, the driver, and had two girl is a TikToker, right? And then is have for me on the tour. And then is today had a tour with me and friend, eh? And I speak two languages. I hope so. The third time or the second time to come to Vietnam, try listen, learning a little bit Vietnamese. Everybody tell me Vietnamese language so easy. You thinking easy or not? And not easy? You want learning Vietnamese language today? Today I speak two languages. I hope so you can try learning, okay? Yeah. Chương trình của mình hôm nay á, cái điểm đầu tiên chúng ta sẽ di chuyển tới đồi Robin Cap Treo. Tại Đà Lạt chúng ta với độ cao là 1.500m so với mặt nước biển. Còn cái đồi Robin cao 1.563m. Chúng ta lên đó chúng ta sẽ ngắm toàn cảnh của thành phố Đà Lạt nằm dưới một cái thung lũng. Tại Đà Lạt chúng ta khoảng 320.000 dân, chiếm khoảng 60-70% là người dân làm vườn trồng hoa và rau. Sau đó chúng ta tham quan đó xong thì chúng ta sẽ đi cáp treo từ đồi Robin xuống tới chùa Thiền Viện Đức Lâm với chiều dài là 2.3 km. Khi chúng ta ngồi trên cabin, chúng ta sẽ ngắm toàn cảnh của thành phố Đà Lạt và chúng ta ngắm từ trên cao, ngắm hết hồ Tuyền Lâm và ngắm chùa Thiền Viện Đức Lâm. Thì chúng ta chỉ đi cáp treo một chiều xuống dưới thôi ạ. Ngọc cùng với bác Tài sẽ xuống dưới để đón đoàn của chúng ta. Và chúng ta đi cáp treo đó, chúng ta phải trả phí là 120.000 đồng cho một người. Và sau khi mình đi xuống dưới một chiều thì Ngọc sẽ đón đoàn. Và cái điểm thứ hai là chúng ta sẽ di chuyển tới dòng thác Ta Tan La. Để chúng ta thăm được dòng thác thì chúng ta phải chinh phục cái máng trượt dài 2.4 km, rất an toàn và rất thích cô chú anh chị. Và khi chúng ta ngồi lên trên, chúng ta sẽ có dây an toàn xiết lại. Mình, người ngồi sau sẽ là điều khiển. Nó có cái chân gạc ạ, như thế này. Mình đè nhẹ xuống thì chạy chậm, đè mạnh thì chạy nhanh, kéo lui là thắng lại cô chú anh chị nhé. Và xuống trước thác không bị ướt để dừng ngay trước thác để chúng ta tham quan chụp hình. Tham quan chụp hình xong thì mình quay lại máng, nó sẽ đưa chúng ta lên. Một người như vậy đi xuống đi lên hai chiều máng trượt là chúng ta phải trả phí là 250.000 đồng cho một người. Và sau đó xong thác Đa Thăng La xong thì chúng ta sẽ tới chùa Thiền Viện Trúc Lâm. Tham quan Thiền Viện Trúc Lâm xong thì Ngọc sẽ đưa đoàn chúng ta tới vườn dâu Bán Thủy Cân để chúng ta tham quan vườn dâu. Và cái điểm cuối cùng của sáng hôm nay là chúng ta sẽ di chuyển tới ngôi nhà kỳ lạ của cô Đặng Việt Nga. Rồi chúng ta mới đi ăn cơm. Ăn cơm hôm nay thì chúng ta ăn cơm tự túc. Chúng ta sẽ tới một cái nhà hàng để chúng ta chọn những cái món yêu thích để chúng ta dùng cơm.
và ăn cơm thì cái này mình tự trả. Và sau chiều nay chúng ta sẽ tới cái điểm cuối cùng, đó là chinh phục cái đỉnh núi Lang Biang với độ cao 1950m. Chúng ta không đi bộ lên được mà chúng ta phải di chuyển bằng xe, đó là xe Isuzu, xe UWAT, để giúp chúng ta di chuyển lên tới đỉnh núi Lang Biang. Và chúng ta lên trên, chúng ta tham quan chụp hình xong thì chúng ta sẽ quay lại xe và đưa chúng ta xuống. Một người như vậy đi xe lên núi là 120.000 đồng cho một người, và một xe quy định là 6-7 người cô chú chị ha. Thì Ngọc nghĩ rằng là khi mà cô chú chị đăng ký tour này thì những người book tour cho mình cũng đã tư vấn cho mình rồi, có nghĩa là cái phí của chúng ta hôm nay là bao gồm xe này, hướng dẫn này, phí vào cổng này, nhưng chưa bao gồm dịch vụ bên ngoài, đó là cáp treo 120.000, máng trượt tại dòng thác Datanla là 250.000 và xe lên núi là 120.000. Thì anh chị cô chú nào mà mình tham gia ba cái luôn thì chúng ta có thể thanh toán cho Ngọc là 490.000, đó là phát sinh thêm ha. Còn cái tiền tour chiều nay kết thúc thì Ngọc mới thu sau. Ladies and gentlemen, this is a boat level 1,500 meters from the sea, and Robin Hill is high 1,563 meters on the top. You can see all the view Dallas City. And after that, you want to go cable car. Cable car long 2.3 kilometers. We sit on cabin. You can see all the view Dallas City, all the view of Paralek from the cable car. And one way go down, meet with the driver, go down, pick up everybody. We go one way, you pay yourself a fee, $120,000 for one person. And then finish that, I pick up everybody. We are visit the second place, that's the Datanla waterfall. You want to see the waterfall, should be you use the roller coaster. Everybody know roller coaster? Roller coaster sand, it's a longer 2.4 kilometer. Not tall on the pine tree, but behind the pine tree. You control fast or slowly for you, right? And to the front waterfall, not wet. Stop for waterfall, walking around, take picture. Picture ready, I go together. And set up the time, we come back. Roller, take picture up. And one person you pay, two way, $250,000 for one person. And finish that ready, we go to Tuklam Jain Monastery. And we go to Strawberry Farm. The last one in the morning, we go to Crazy House. Finish Crazy House ready, we are stopped in the restaurant. It's a Dallas City, we have for lunch. Lunch today we are order and pay yourself. And afternoon we go to the mountain. Lang Biang Mountain's level 1,950 meters. Yeah, on the top you can see views beautiful. But you go by van, by car, take you on the top of the mountain. Not walking, okay? Yeah, and then on the top, one van, one car is a 6-7 people. One person you pay the fee, 120. Khu du lịch cáp treo Đà Lạt, đồi Robinson, điểm đầu tiên mình đến nha, rồi đồi Robinson. Vào đây thì mua cáp treo. Đây đường lên cáp treo đây các bạn. À, bây giờ đi lên trên đây nha. Ladies and everybody come here. And then we see there, it's an old hill, the pine tree. Right? But that's another tour, not same tour today. And then now we go outside, we can look all the view of Dallas City. And after that we go cable car. À, cô chú chị ơi, đây là photocopy của Indonesia. Và cái điểm này thì là điểm khác chứ không phải là trong tour của chúng ta. Nên chúng ta chỉ ngắm thôi. Chúng ta đi di chuyển ra ngoài để ngắm toàn cảnh của thành phố Đà Lạt. Và chúng ta đi cáp treo nhé. Xin mời gia đình ạ. Khu vực bán vé đây. Đây quầy bán vé đây các bạn. Đi thành phố Đà Lạt ạ. Đúng rồi, ăn bấm nhé. Cô chú muốn không? Cô cúc vô đi. Đúng rồi, lấy thành phố Đà Lạt đây. Ở đây mình có thể quan sát thành phố Đà Lạt nha các bạn. Rất là đẹp luôn. Quay. Khu du lịch đồi Robinson. Ok, you come too. Rồi, con mời. Đằng kia có kính viễn vọng à. Bằng ai? Mì á. What? Cô chú nào chưa? Ok, everybody want take picture? I have you. Anh chị chụp không?
Ở đây có cái kính viễn vọng các bạn, có thể quan sát từ bằng cái kính này đi, nhìn qua thành phố nè. À, các bạn mua 10.000 nha, có một đồng xu mà các bạn bỏ đồng xu vô đây các bạn sẽ quan sát được. Các bạn sẽ quan sát được thành phố Đà Lạt nha. Wow, trái ớt. Cà chua, ốc cải, này bí, trái bí nè, cà rốt nè, chiếc salam. Cái này giống cái bình nước à. Rồi bây giờ vào cáp treo thôi các bạn, mua vé rồi, đi thôi. Cáp treo 1 triệu thôi ạ. Khi chúng ta ngồi lên cabin thì sẽ ngắm toàn cảnh của thành phố Đà Lạt. Khi cáp treo mà xuống thung lũng, chúng ta nhìn về hướng này Dương Ngọc để mình nhìn thấy hết Hồ Tuyền Lâm từ trên cao nhé. Chúng ta không có đi xuống Hồ Tuyền Lâm mà chúng ta nhìn từ trên hồ, từ trên cáp treo xuống Hồ Tuyền Lâm nha. Cô chú anh chị. Rồi xin mời gia đình chúng ta di chuyển vào đây ạ. Người lớn 150, 1 triệu 120, khứ hồi 120, trẻ em 120, 1 triệu 100. Dưới 1 mét nè. Rồi đi vào cáp treo thôi. Ngồi chung với cô chú nè, người Đài Loan nè. Wow. Wow, đẹp quá các bạn. Cả thành phố Đà Lạt. Rất là đẹp luôn, con đường cong 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 hình chữ S nè. Cây cối xanh tươi, trùng trùng đẹp đẹp. Những cây thông à. Thông là rừng lá kim nè, những cây lá kim thì bóng mát ở dưới gốc nên nó có nhiều nha. Treo đi chậm lại rồi.
những cái cành cây gần chỗ cái cáp này người ta chặt hết rồi, sợ nó ảnh hưởng tới cáp. Khúc này rất là gần mặt đất, tầm rất 3m, 4m gần mặt đất. Xung quanh 4B, 4B là rừng. Bên trái, bên phải, đằng trước, đằng sau đều là rừng hết. Wow, chuẩn bị tới chạm. Ồ, có em xinh, nhân viên xinh đẹp đứng ngoài chờ sẵn. Cửa cabin đóng mở tự động. Rồi, cô chú anh chị mình ra đây luôn giùm Ngọc nhé. Ok. Rồi, cô chú anh chị mình chờ vào đây tham quan một tí, đi nhà vệ sinh để chờ Ngọc tí để mình đi cắp treo. À, đi cắp treo xong mình chúng ta đi chỗ khác. Ladies, I'm gonna need you can wait for a moment. You want to go to the restroom? We can waiting. And then after that, we go to Dark Tunnel Waterfall. Dạ rồi. Áo len đồng giá 100 ngàn. Dạ, ở đây. Áo len đồng giá 100 ngàn. Cái anh chị mũ nón 50 ngàn mà cho xem nha chị ơi. Mũ nón 50 ngàn. Áo len đồng giá 100 ngàn. Cá cho cô và cho xe đi cô ơi. 50 ngàn có phòng tay đắp tay và cho xe đi cô. Bà chỗ, anh ấy. Vậy cái lệ. À, có cây đèn à, Đà Lạt. Wow, Cẩm Tú Cầu. Biểu tượng của Đà Lạt, hoa Cẩm Tú Cầu. À, cái xe mà đi tour nè các bạn. Này là cái điểm đến của mình trên đồ Robinson nè, đưa tới đây nè. Chị, bây giờ chúng ta sẽ di chuyển tới dòng thác Natala trước. Bởi vì dòng thác Natala hiện tại rất vắng thì chúng ta tới. Và chút nữa thì các đoàn Hàn Quốc tới đây khá là đông. Nên thật ra là chúng ta thăm thác trước nha. Rồi chúng ta lên chùa sau. Bởi vì mình đi lệch bây giờ của người ta thì đã khỏi phải đợi chờ rất lâu. Và có một số cô chú là chúng ta không có tham gia cái máng trượt. Nếu cô chú chị nào mà không tham gia máng trượt thì chúng ta lại không có thấy thác được cô chú nhé. Thì cô chú giúp Ngọc ở trên, ngồi ở trên uống cà phê, ngắm rừng thông, ngắm zip line. Và chúng ta chờ Ngọc trong vòng khoảng cỡ 50 phút nhé. Thì Ngọc đưa đoàn xuống dưới để thăm thác trước. Mà ai muốn lấy thác thì chú Ngọc chụp hình cái thác không để Ngọc gửi qua cho nhé. Chứ bởi vì là cô chú mà không đi xuống được thì lại không thấy thác được, bởi vì độ dài của nó là 2.4 km lận. Và mấy cô chú chị, khi mà chúng ta đi ngồi trên cái máng trượt để chúng ta điều khiển xuống tới dòng thác Natala, thì chúng ta ngồi trên có xe toàn xích lại. Nó có một cái cần gạt như này, mình đè nhẹ xuống thì chạy chậm, đè mạnh thì chạy nhanh, kéo như là thắng lại cô chú chị nhé. Nhưng cô chú chị này, Ngọc bật mí một tí nhé. Ở nhà của chúng ta thôi, ở văn phòng của chúng ta thôi, một tiếng đồng nhỏ là người hàng xóm sẽ nhìn ngó là chúng ta mất tự do. Nhưng mà đối với chúng ta tới đây nó rất thoải mái, ngồi lên trên trượt và la hét sảng khoái, không ai quan tâm mình cả, đúng không ạ? Và lao vun vút xuống tới giữa đường thì chúng ta sẽ di chuyển máng để vào với sạc pin tự động. Nó sẽ đưa chúng ta lên trên đồi và chúng ta điều khiển tiếp để xuống. Và từ trên cái đồi đó xuống tới dòng thác sẽ có hai cái camera tự động chụp hình. Nhớ gửi lên, đừng có mếu cái mặt, và mếu cái mặt chúng ta sẽ hiện sầu lòng, đúng không ạ?
và xuống dưới chúng ta xem hình. Chúng ta muốn lấy hình chúng ta trả tiền, chúng ta không lấy hình không trả tiền của chúng chị nhé. Và Ngọc sẽ đi cùng với đoàn xuống dưới để tham quan. Ladies and gentlemen, now we got the ruler, right? And after that, you know, so many Korea they come to and busy, and then we come back in Chuklam Jain Monastery. And now we welcome to the Datala Waterfall. Everybody can view the roller coaster. Roller coaster set. Everybody sit on, had a seat belt. And after that, you control. You boot press light, it goes slowly. Boot strong, go fast. You don't want fast, you can't make stop. But I think so, everybody faster. Fast is so good, right? I said, go to your house. It's a little bit noisy, and the guy living near there, what, okay? But today, and nobody care for you. It's so good, okay? Very funny, okay? And everybody fast and happy. It's a halfway, and move to the river. Move to the river, not the jack battery automatic. They carry up on the top, and then you control again. From on the top, go down the waterfall, had a two camera automatic to take picture for you, right? Ta cầm xuống giùm Ngọc. Bởi vì sao ạ? Khi mà mình lao vun vút như thế này thì nó hát rơi sẽ mất. Hoặc là cầm điện thoại mà chúng ta quay TikTok, quay video cầm kỹ rơi rớt mất. Chút nữa chúng ta anh Sơn sẽ dừng lại cái stone máy điện thoại để chúng ta mua cái mới nhé. Nhớ là cầm kỹ giùm Ngọc nhá. Đừng có để rơi, bởi vì không ai quan tâm đến chúng ta rơi đâu. Nhớ là cái vật tư của mình, trang bị của mình là cầm kỹ giùm Ngọc. Và bây giờ chúng ta sẽ xuống xe theo Ngọc nhé. Mắng trượt thì cùng xuống đây luôn. Mình ngồi thế này ngắm, uống cà phê, chơi nhá, cô chú nhá. Đây là thác Datala, khu vực bán vé. Giá vé 250. Rồi, con xin mời gia đình của chúng ta lên đây này. Everybody come here help me. Bốn cô chú ơi, bốn cô chú không đi chấp theo á, có thể là vô đây chơi đi cà phê, ta ngồi đây này. Okay. Đây các bạn, khứ hồi 250, trẻ em 150. Mua vé và vô đây xếp hàng. Ai không đi cáp treo, không đi máng trượt thì ngồi ở đây uống cà phê chiêu chiêu mấy cây thông. Còn ai đi máng trượt thì vô đây xếp hàng. Không đi máng trượt thì cũng có nhiều cái để xem ở đây nè. Quan sát đồi thông trên đây nè. Còn máng trượt đây. Đây mô hình của máng trượt các bạn. Cấm đụng vào xe phía trước. Cứ máng trượt nó đi tươi tới đây và hành khách leo lên thôi. Hành khách leo lên thôi. Và người ta sẽ hướng dẫn. Cái cần gạt này nè, ở đây nó có cái cần gạt nè các bạn, nó có cần gạt trên xe nè, máng trượt nè, mình tăng tốc hoặc là mình thả chấn cho nhanh hoặc là mình thắng lại. Cụ già lớn tuổi này. Lần lượt từng người lên ngồi. Đây có nhớ những cái quy định này các bạn. Yêu cầu mình nam phụ nữ mang thai nha, không có thuốc nha, chụp hình điện thoại nha. Và chuẩn bị nè. Đó, người ta sẽ hướng dẫn nha, trước khi tụt nè, người ta sẽ hướng dẫn nè. Ông kia ông chưa có mình nè, một mình giá nè. Nó có cái cần chủ yếu là giảm tốc độ, để tăng tốc độ các bạn. Nếu mà mình gạt nó thì nó coi như là cái đó là cái thắng, thì tốc độ sẽ giảm lại. Mình còn mình thả ra thì tốc độ nó được lao xuống tự do. Ladies, I send back for you. Yeah. Một mình. Cô gái Trung Quốc hay Hàn Quốc đây mấy.
Điện cho ngay cái chỗ đi lên á, lấy cái từ ấy. Rồi xuất phát thôi. Wow. Nói chung là nếu mà cảm giác á, đi nhanh thì nó thích hơn nha, nhưng mà mình đang bay vừa đi vừa bay. Wow, cảm giác rất đã các bạn. Nguy hiểm quá. Thắng này thôi, nguy hiểm quá. Do mình là vừa cầm qua điện thoại nên không dám đi nhanh nha. Xe phía sau nó tăng tốc kìa, mà chạy chậm nó tung dưới đít mình nè. Nguy hiểm quá. Thắng lại nguy hiểm quá. Nó rơi tự do rất là nhanh các bạn, nên phải thắng lại nha. Cảm thấy nhanh quá phải thắng lại. Bây giờ vô đường hầm. Chỗ này bị kẹt xe nên giảm tốc độ rồi, không có đi nhanh được nữa, đang kẹt xe nha. Cái này gọi là kẹt máng trượt. Còn đây là chịu lên nè. Rồi tốc độ gì mà chậm quá vậy, đi lên nè. Wow. Rồi bây giờ sẽ lên dốc nha. Lên dốc rồi một lát mới xuống dốc. Wow. Gần 90 độ các bạn, thẳng đứng luôn. Wow. Kẹt xe rồi, kẹt máng. Cái này gọi là kẹt máng. Mục đích đi cái máng trượt để xuống đây quan sát cái thác Đa Ta Nha. Wow. Wow. Rất là đẹp luôn. À, có những người chơi zip line nè. Đây là cái điểm check-in chụp hình đẹp nhất thác. Wow, nước phun bắn tung té. Wow, thác nước đổ rất là mạnh luôn, nước bắn tung té luôn. Một số người đang chơi zip line, đang chơi leo núi.
mọi người đang chuẩn bị leo núi mà cái này leo xuống. Dây đã chuẩn bị sẵn sàng. Cái điểm mà tuyết trắng xóa nhất là chỗ này, nước ở trên đập xuống nó có hai dòng hai bên. Rồi đang chuẩn bị xuống, cô gái đang chuẩn bị xuống. Nói chung là xuống thì vận động nó dễ hơn lên nha. Xuống thì đỡ dùng lực hơn. Cô gái đang xuống nè. Wow, cô gái rất là giỏi nha. Chỉ cần một đèn nữa thôi, tới nước rồi. Xuống nước luôn. Đây một cô gái khác đang leo. Thấy có vẻ khó khăn à. Cô gái này tụt xuống có vẻ khó khăn. Trông giống như là không đúng bài bản nha. Cô gái này hơi rung à. Đó, tụt phải tụt như vậy đó các bạn. Đó, ngã người ra đạp đạp chân xuống vậy đó. Đúng rồi. Đúng dây giờ tụt lên hết rồi. Wow. Hên quá không bị tai nạn. Những cô em nhảy tích tốt các bạn. Hôn cảnh tan cảnh cái thác. Rồi bây giờ chúng mình đi lên nè. Rồi gia đình ơi, bây giờ chúng ta sẽ kéo lên trên thôi nhé. Và lên tới cái đồi chúng ta dùng cục cải để chạy trên núi. Cả con đèn cũng được nhé. Bây giờ máng trượt nó đưa mình đi lên nha. Đi lên tốc độ hơi chậm. Cả cũng được. Họ phải đi bộ lên. Cảm giác đi xuống mới thích nha. Đi lên không thích lắm nha. Đi lên phải ngã người ra hơi mệt chút. Wow. 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 Giảm tốc độ nguy hiểm quá. Giảm tốc độ. Wow. Wow, so good job.
kẹt xe. Rồi chuẩn bị lên nha. Wow, lên đây. Lên thôi. Rồi sau khi đi bán trượt ha, tham quan thác Đa Ta La, bây giờ tiếp tục đi ha, đi tới chùa đến Thiền viện Trúc Lâm nha các bạn. Này được xây dựng vào năm 1959 xây dựng vào năm 1993 do hòa thượng tên là Thích Thanh Từ xây dựng. Hòa thượng năm nay đã tròn 102 tuổi rồi, nhưng ngôi chùa này mới xây dựng có 31 năm thôi. Nằm trên cái núi này gọi là núi Phụng Hoàng, xung quanh là tre thông hoa, còn phía trước là không gian hồ Tuyền Lâm. Và khi chúng ta đi cáp treo từ trên, chúng ta ngắm xuống hết hồ Tuyền Lâm cô chú nhé. Và bây giờ lên chùa chúng ta sẽ tham quan lễ Phật, và phía trước chánh điện là một cái vườn hoa, không gian hoa khá là đẹp. Chúng ta đi qua khỏi vườn hoa đó là có tháp Xá Lợi Phật, xây dựng như ở Ấn Độ, nhìn rất là đẹp. Nhưng mà tháp Xá Lợi Phật này chúng ta chỉ có đứng ngoài mình ngắm chụp hình thôi, bởi vì là vào ngày lễ, ngày đản sanh, Phật đản sanh, hoặc là ngày báo hiếu, đó là lễ Vu Lan báo hiếu thì họ mới mở. Thì bây giờ chúng ta sẽ tới chùa tham quan ạ. Ladies and gentlemen, rồi tới Thiền viện Trúc Lâm rồi. Bây giờ sẽ đi vào bên đây tham quan Thiền viện Trúc Lâm. Bên đây là khu vực cáp treo. Đây là hướng lên chùa Thiền viện Trúc Lâm, núi Phụng Hoàng. Rất là đẹp các bạn, sáng sủa đẹp. Cẩm tú cầu không có đẹp nha, màu hồng hồng nhưng mà nhìn nó sơ sài sao á, nó cũng giống như là nó bị héo hay là sao các bạn, nhìn không được đẹp lắm. Mấy chị Trung Quốc là rất là khoái chụp đây nè. Hàn Quốc, mấy chị này Hàn Quốc. Chỗ này không cho vào tham quan các bạn. Khu vực nội viện xin miễn vào. Trong đây là có xá lợi, nhưng mà ngày thường thì nó đóng cửa các bạn. Hôm nào mà có lễ thì người ta sẽ mở cho vào tham quan xá lợi. Các bạn biết có xá lợi, chùa nào mà có xá lợi thì người ta rất là quý, nên người ta bảo quản rất là cẩn thận. Điểm nhấn ở Thiền viện Trúc Lâm là rất là nhiều bông hoa nha các bạn. Thấy không? Chị này. Wow. Cây này rất là đẹp nha các bạn. Các bạn mà xem video của mình, ai biết cây này cây gì thì bình luận cho mình biết nha. Bây giờ đây đã ra một múa. Rất là nhiều cái thông cỏ bự. Thân to. Hôm nay là tương đối là thấy vắng người nha, không có nhiều. Hồ tĩnh tâm, mình cũng phải đứng đây một chút cho tâm tĩnh chút nha. Này.
nhỏ thôi, không to, không đẹp, không có sen, không có gì hết, không có điểm nhấn luôn. Nơi và bây giờ chúng ta sẽ di chuyển tới với cái điểm kế tiếp, đó là vườn dâu bán thủy canh, đó là dâu sạch, dâu trồng trong nhà. Biết là mọi người chúng ta đã tới Đà Lạt ăn dâu lắc chưa ta? Rồi chúng ta sẽ vào vườn dâu này, đó là dâu sạch nằm trong nhà lồng, để chúng ta được thưởng thức những cái món ăn đặc sản của Đà Lạt như là dâu tằm, dâu tây, rồi khoai lang dẻo, rồi nhiều món khác, và đặc biệt là atiso, đó là một cái dòng dược thảo của Đà Lạt. Chúng ta sẽ tới đây được thưởng thức. Bây giờ ai cũng đói bụng rồi đúng không? Và chúng ta thưởng thức một tí và bước chân ra ngoài. Ai muốn tham quan vườn dâu thì chúng ta trải nghiệm miễn phí, nhưng mà ai muốn hái dâu thì chúng ta phải trả tiền. Ở đây dâu sạch, đây là dâu Nhật này, nó bán một ký là 400 ngàn, nhưng thật ra cô chú chỉ tùy theo khả năng của chúng ta hái bao nhiêu lạng, bao nhiêu ký, đó là quyền của mình nha. Và sau đó thì chúng ta sẽ tham quan ngôi nhà kỳ lạ nữa, thì chúng ta mới đi ăn cơm. Ladies and gentlemen, and now everybody feel a little bit hungry. You can yum 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 a little bit. Yeah, you can taste for the strawberry mulberry sweet potato, and then it's had the artiso tea. Artiso famous in Dallas. Assemble you by the river, you cooking with the hot pot, okay? And now you can not take back in your whole country, and then you can use them. You buy the tea. They make the tea. It's artiso tea, and they cooking. They make the Lipton tea. You put inside your backpack and you drinking. It's good. Yeah, good for your stomach. And everybody sting. You drinking artiso. That's so good. Yeah. Đây là khu vực dùng dâu thử, dâu tây dùng thử. Cả Việt Nam cả Tây lẫn lộn. Rồi, xin mời cô Cúc. Dạ, mời ngồi anh. Ngồi đi dạ. Cô. Vừa ai? Dâu là cái nào em? Dạ, trong này có dâu. Không có dâu hả? Anh muốn em mua dâu ai? Tại vì ở đây em có dâu sai dẹo với lại. Dẹo mấy cái này là cái gì em? Dạ rồi. Cái này khoai lang xăm đất. À. Dạ, artiso đỏ. À. Cái này là ô liu dâu. À. Cái này là trừng bì ạ. À. Là bỏ quýt và cam. Còn này? Dâu tây, dâu tằm. À. Cái này thì kèm dâu tây và kèm nha đam. À. Đây, bơm mật ong. Tiểu đường cũng uống được luôn à. Tiểu đường cũng uống được luôn. 350. Dạ, 200 túi ạ. 200 túi. Dạ. Artiso chủ yếu là artiso nha, dâu tầm, dâu tây. Đây là dâu tây sấy giòn. Cây cỏ ngọt. Artiso, rất là nhiều artiso, artiso, artiso. Artiso quá trời. Mình vào đây mình ăn thử, sau đó là ai có nhu cầu mua gì thì mua ha. Một lát người ta sẽ dắt mình đi vào tour, sẽ đưa mình vào bên trong vườn dâu tây trồng thủy canh hiện đại. Dâu tây. Trái này hơi nhỏ ha. Cái này hái cho mình ăn, mình hái nhỏ, mình ra ngoài mình hái cho to. Dâu ở đây chị đang có dâu để hái cho khách khách. Ủa còn cặp khách lễ ngồi đây ai bán? Tao bán đó, mày không thấy hả? Không. Cho mình trả đi bên đây thôi chị. Ở đây là giá, ở đây là lúc nãy mình nghe nói các bạn, giá ở đây như là 400. Hôm qua mình vô vườn dâu kia thì giá là 550. Nhưng mà thực chất những cái dâu như thế này á, nó cũng đẹp y chang vậy đó, mà ngoài chợ Đà Lạt bán chỉ có 220 à. Còn vô đây thì có cảm giác mà thích hơn là được hái tại vườn. Vườn dâu này có tên là Thùy Trang. Tour đưa vào trong đây để được thưởng thức đồ ăn và các thứ trải nghiệm ha. Dâu và mứt à, đặc biệt là trà artiso nè. Nếu mà ai muốn mua gì thì mua. Vườn dâu Thùy Trang, tham quan miễn phí hái dâu tại vườn. 31 Trần Thánh Tông, phường 3 Đà Lạt. Yes, everybody, welcome to here. We see that he had the strawberry. Strawberry first time. You want plant the strawberry and had a coconut. Coconut powder, and after that they make the water make clean, the washing clean. And after that, you plant this. We see that. This one. You put side up, and then you plant the new one. The new one strawberry. You plant this, and then they learning technology from Israel. The water here. The water for the roots, for the tree, right?
And then so you plant about 3 months and then had a flower. Flower harvest. Why? You buy the strawberry, bonsai. You care your back home, had the finish the bean, not flower. Because here had a leaf. The leaf shows old and then you can harvest half of it, right? This one. This one. It's old. You harvest. And then the power and had an open flower. Yeah. Rồi cô chú anh chị ạ, dừa đây ạ, là họ phải xay ra, rồi họ dùng ủ làm cho, họ làm cho ngâm nước cho nó sạch đi, rồi sau đó họ mới ủ với vôi này, với phân này, chúng ta bỏ trong này. Quy trình này chúng ta trồng như thế này, trồng với cái cây con đầu tiên như thế này đấy ạ. Trong vòng 3 tháng thì cây con bắt đầu nó ra hoa. Ra hoa như thế này thì chúng ta thu hoạch, nhưng mà đây ạ, người ta dừa theo cái công nghệ của Xtrend, đó là nước nhỏ giọt dưới thân cây nha. Không có trên lá, trên hoa. Và tại sao những cái cây bonsai mà cô chú anh chị mua về, cây dâu, về nhà, mua về thì có trái, có rất đẹp. Nhưng về tới nhà hết trái, hết hoa rồi, nó không ra hoa nữa. Bởi vì sao? Trong cái thời gian đó họ sẽ kích, kích rễ và ra xong hết lứa đó mà chúng ta không có biết tận dụng. Chúng ta bón phân thêm. Và những cái lá già như thế này thì cô chú ha. Đây, những cái lá già này chúng ta hãy tước đi. Hãy tước đi, bỏ để nó không có sức nuôi cái này nữa, mà nó có sức khỏe để ra cái những cái lá non này để nó bung hoa ra trái tiếp nha cô chú anh chị ha. Dạ. Everybody fresh. Cái này cây ổi xiêm và ăn rất ngon. This one. Chú, trái này thì ổi nhà con ổi xiêm ạ. Trái không to nha, không to lắm nha. Size này cũng không to lắm. Như này, bên này chưa chín nè, bên đây thì chín rồi nè. Thủy canh ở dưới hoàn toàn là trống không nha. Đó, chỉ có những cây sắt, những cái trụ đỡ nè. Thủy canh, ống nước ngầm, ống nước ngầm được giấu ở trong này. Dâu đây không nhiều các bạn. Cái vườn hôm qua mình tới thì nó to, nó rộng hơn nha, nó đa dạng hơn. Còn đây thì nó hơi nhỏ nè, nó chỉ có một đàn này là hết rồi. Vui lòng không ăn, thử dâu tại vườn, thử một trái phạt 550.000, xin cảm ơn. À còn bên đây nữa nè. Đối với không gian ngôi nhà thì là của cô Đặng Việt Nga, con của ông Đặng Xuân Khu, bố chú Vịnh. Ông Xuân Khu ở miền Bắc, trên chiến trường miền Bắc. Thì ông tên thật của ông mà hoạt động trên cách mạng là tên gì? Đặt. Đó là ông Trường Chinh. Và ông Trường Chinh với bà Nguyễn Thị Minh thì có ba người con. Đó là người con gái đầu đang xây dựng kiến trúc này. Và khi cô mới 19 tuổi thì ông đã đưa cô sang Nga để học cái ngành kiến trúc. Và khi hoàn thiện xong, cô trở về Việt Nam làm việc trong bộ xây dựng. Cho đến năm 1990, cô đã vẽ ra bản thiết kế này và cho xây dựng kiến trúc này. Kiến trúc này bên trong gồm có 10 phòng. Đó là phòng con chim trĩ, phòng kangaroo, phòng ống tre, phòng trái bầu, phòng con kiến, phòng đại bàng đất, phòng con cọp, phòng tuần trăng mật. Và một phòng dành riêng cho cô vào thứ 6 hàng tuần. Khiêu vũ với bạn bè, với người thân. Mặc dù ngôi nhà này đã xây dựng 34 năm rồi nhưng vẫn chưa hoàn thiện. Năm nay cô 84 tuổi rồi, đang sống trong ngôi nhà này mà thứ 6 hàng tuần vẫn nắm tay bạn mình nhảy múa hát hò trong căn phòng này. Còn có hỏi cô ơi, tại sao ngôi nhà của cô đặt rất là nhiều tên ạ? Như là ngôi nhà kỳ lạ này, ngôi nhà quái gì này, ngôi nhà hàng Nga này, ngôi nhà điên này. Thì cô nói rằng do cô yêu thiên nhiên, yêu cuộc sống, yêu môi trường, cô đã tạo nên những dáng dấp, hình thù, kiến trúc quái lạ như vậy. Và những người thân thương tới đây tự đặt những cái tên yêu mến như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ tới tham quan kiến trúc này, coi nó điên rồ như thế nào, nó quái gì ra sao, và như ngôi nhà hàng ngang như thế nào. Cô chú chị nhé. The crazy house. What is it so crazy? This house building for a woman, her name Đặng Việt Nga. Her father, Trường Chinh Prime Minister after Ho Chi Minh. When she 19 years, her father take her to Russia learning architects. Finish that, she come back in Vietnam working for the government. To 1990, she designed building this house. This house had a 10 room, fish room, kangaroo room, bedroom, bamboo room, gout room, land room, arm room, tie room,
honeymoon room and one room for her dancing together with friendly family. So that this house building 34 years already, not finished. Now she's still living here, 84 years and still building. And I asked you, why they said this house crazy? When she start building, so many people welcome to visit and ask her, when you will finish? She say, not yet. The guy say, crazy. She thinking, oh, crazy, how that's okay, right? And then she said, now we welcome to visit. Why they said crazy? Crazy for money or crazy for design, okay? Yeah. Mà có luôn các những cái phòng để cho cô chú anh chị yêu thích, chúng ta có thể nhận phòng ở đây. Đó là cái phòng nào mà nó đóng cửa lại thì đó là khách check in ha. Phòng đó này không rẻ, từ giá từ 1 triệu cho đến 2 triệu 500 ngàn một đêm. Thì nên thật ra là cô chú anh chị tham quan cái chỗ nào mà đóng cửa thì chúng ta biết là đó có người ở rồi ha. Và bây giờ đã là 11:40 rồi, chúng ta sẽ dừng chân đây 40 phút ha. 12:20 chúng ta sẽ có mặt để chúng ta dùng cơm. Ladies and gentlemen, now we are welcome to Crazy already. Địa chỉ là Huỳnh Thúc Kháng, phường 4, thành phố Đà Lạt. Số 3, Huỳnh Thúc Kháng. Xin mời chúng ta qua đường luôn gia đình ơi. Everybody, follow me through. Rồi, rồi, xin mời, anh chị. Rồi, các mời cô chú anh chị, cô đi ạ. Rất là đông khẩn người nha các bạn, rất là đông người vào lại tham quan luôn. Đây là cái bản đồ. Phòng chim chỉ, phòng căn cầu ru. Đây có khách lưu trú, vui lòng đừng gõ cửa. Chỗ này có ngã ba, không biết nên đi đâu. Con gái của ông Trường Chinh. Khóa cửa rồi, có người thuê. Như cái phòng này là khóa cửa này, anh cho thuê nè. Giá từ 1 triệu đến 2 triệu một đêm.
để mình đi vào để mình xem có phải anh thờ ông Trường Chinh không, xem có tên không. Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trường Chinh. Đây các bạn. Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Trường Chinh. Tức là cái bà mà chủ căn nhà này á là con của Trường Chinh. Hình như bên đây là vợ Trường Chinh. Cụ Nguyễn Thị Minh, phu nhân có Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Trường Chinh. Này, còn đây là Trường Chinh. Đây có đờn nè. Mình thử rời vào cái đờn xem coi nó có còn sử dụng được không nha, có âm thanh không nha. Vẫn còn sử dụng được nha. Đờn cổ. Đây là cái trống cổ. Đây khu vực phòng khách của khách sạn đây. Đây có 5 cái đồng hồ của 5 quốc gia. Khá là nhiều người Tây đến đây tham quan. Sorry. Đây là góc nhìn từ trên cao của căn nhà. Căn nhà ma quái tại Đà Lạt. Con của Trường Chinh. Bà năm nay cũng hình như là 80 mấy tuổi rồi. Bên kia còn cao hơn nữa các bạn. Mình chưa lên tới đỉnh được. Wow, xuống cầu thang. Sau đó lại lên cầu thang. Những cái kiểu kiến trúc nè, nói chung là nó rất là lạ nha. Nó không có theo một cái trường phái nào hết. Rất là lạ luôn. Chỉ có người sáng tác người ta mới hiểu hết được mấy cái này. Đây có chiếc xe của bà chủ đây. Tiếp tục khám phá thôi. Wow, khá là nắng luôn. Cái này là hình thù của cái cây này các bạn. Cái cây bị ngã này bị nhưng mà nó bằng bê tông hết á. Đây, thầy đồ và cô gái cây. Thầy đồ mang guốc nè, nắm tay cô gái bằng cây. Trông giống như cổng trời vậy đó. Ở đây có hai ba đường lận cầu thang đó các bạn, rất là sáng tạo nha. Mình đang đứng từ vị trí cao nhất của cái tòa nhà này. Wow, bên đây là nhà khác rồi, không tính, cũng rộng lắm các bạn. Đây khách nước ngoài nhiều nha.
khách Việt Nam ít hơn khách nước ngoài nhiều. Wow, cái bàn tay nè. Mình xuống đây mình thấy là cái góc độ của bàn tay. Bàn tay nhện nè. Một bàn tay, hai bàn tay, ba bàn tay, bốn bàn tay, năm bàn tay, sáu bàn tay, bảy bàn tay. Màu đỏ. Điểm nhấn là cái nền ở ngoài, bức tường. Đây có lẽ là điểm nhấn của ngôi nhà. Wow. Còn rộng lắm các bạn. Nắng quá. Còn nhiều chỗ mà chưa đi nữa nè. Wow, đẹp quá các bạn. À, xi măng mà làm kiểu san hô nè. Wow, rùa. Wow, rất là đẹp nha. Từ lúc nãy giờ mình vô căn nhà này á, mình thấy điểm này là đẹp nhất nha. Wow, quá đẹp luôn. Wow, con bạch tuộc. San hô màu vàng màu đỏ. Wow, quá đẹp. Cái hàm, cái đầu, cái miệng của con cá có mắt luôn, ở trong là quầy bán nước. Wow, rất là sáng tạo nha. Đây là quầy bán nước nè, đồ ăn à. Ồ, có mấy chú cá bơi kìa. Wow, rất là đẹp các bạn. Đẹp quá. Wow, còn cá ngựa. Rất là đẹp luôn. Có mấy con cá nhỏ nhỏ bơi nữa kìa. Wow, đẹp quá. Wow, san hô nè. San hô đủ màu sắc luôn. Cá khắp mọi nơi. Cái này giống như dưới đại dương ha. À, có san hô, có cá bơi lội tung tăng. Wow, san hô các bạn. Mình sẽ bẻ một cái cành nhánh san hô. Rất là độc đáo. Đây có một cái shop là shop khùng điên. Mình sẽ vào xem cái shop khùng điên này có bán gì nha. Shop khùng điên. Xem shop khùng điên bán gì. Không, cũng bình thường các bạn. Đồ đẹp bình thường thôi. Cũng như quần áo các bạn, ở trong đây cũng rộng nè. Tưởng chỉ có một chút thôi chứ ai ngờ cũng rộng nè. Nón lá nè. Ly nè. Xà lan nè. Quần áo nè. Đây là chiếc xe của bà chủ đây nè. WC kia. Đó, căn nhà ma quái các bạn. Có shop ma quái luôn, khùng điên luôn.
Xin chào các bạn đến với cái ngôi nhà kỳ lạ của cô Đặng Việt Nga, con của ông Trường Chinh, được xây dựng 34 năm rồi nhưng mà không gian vẫn tuyệt vời và nó chưa hoàn thiện, nhưng mà ai cũng yêu thích ngôi nhà này các bạn ha. Hãy tới Đà Lạt và ghé thăm ngôi nhà kỳ lạ này nhé. Tại bây giờ là 80.000 đồng cho một người các bạn. Từ 8:30 và đến 17:00 tối. Địa chỉ ở Huỳnh Phúc Kháng, ở số 3 Huỳnh Phúc Kháng các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ tới một cái nhà hàng cũng khá là chiêu chiêu, khá là nổi tiếng tại thành phố Đà Lạt này. Đó là có những món đặc trưng, đó là gà nướng, cơm lam hoặc là buffet rau. Hôm nay chúng ta đi chủ yếu là ăn rau được không ạ? Ăn rau với nước thôi đúng không? Ăn sao vậy? Đi chơi là 9 mà ăn là 8 chứ ăn 10 à? Ladies and gentlemen, everybody hungry ready? Bây giờ sẽ dừng đây ăn cơm nha, Thiên Phú 76-78 Lý Tự Trọng, phường 2, thành phố Đà Lạt. Khá là rộng nha. Rồi, con chú vào đây luôn ạ. Rồi, con chú vào đây. Người ngồi đấy. Quán ăn này tên là Thiên Phú, gọi là nhà hàng cũng được. Lẩu buffet rau, gà nướng, cơm lam. Đúng ra ăn cái món gà nướng cơm lam thì là món của Đà Lạt á. Nhưng mà mình thích ăn ở nơi đồng bào hoặc là nơi dân dã hơn, vô cái quán nhà hàng này. Nên mình sẽ gọi không gọi gà nướng cơm lam mà mình sẽ gọi món khác. Cơm chiên trứng nè, 69.000 nè. Chả cá chiên xù nè, 89.000 nè. Cơm chiên mâm xay nè, nó ớt chiên nước mắm chiên bơ 139 nè. Cơm lăn bột nè. Thôi mình quay các bạn cần dọ nha, đọc nó lâu. Hình ảnh minh họa nè. Combo chiên đặc biệt nè, 319.000 nè. Wow. Ở đây có các món nướng tại bàn nè. Ếch nướng, ớt xanh nè, chim cút nướng nè, trăm mấy nè, cá tầm muối ớt 199 nè, gà nướng nè, 219.000 đến 409.000 trên con kìa, con to nhỏ ha. Hình ảnh bên ngoài nè, món nướng tại bàn luôn nè, ba chỉ nướng nè, 129 nè. Combo gà nướng lam nè, cơm lam nè, 35.000 các bạn. Gà nướng một nửa con nè, nửa con chỉ có 219.000 thôi. Đó, ví dụ mình đi hai người mình ăn nửa con 219.000, với mình ăn cơm lam nữa thì có 200 mấy à. Combo gà nướng cơm lam nửa con là 289 nè, gà nướng nguyên con là 409 nè, combo gà nướng cơm lam nguyên con là 499 nè. Nói chung là có, mình khuyến cáo các bạn đến là đặt ăn nên ăn cơm lam với là gà nướng nha, đặc sản Đà Lạt nha. Còn đây món lẩu các bạn, rau thả ga lựa chọn nè, buffet lẩu 39.000 nè. Bắp hoa bò Mỹ nhúng lẩu nè, 149 nè. Ở cái này cái lẩu bò nè các bạn, hoa bò Mỹ nhúng lẩu nè, 149 nè. Bạch tuồng nhúng lẩu nè, 149 nè. Ba chỉ bò Mỹ nhúng lẩu 149 nè, cũng đâu có cao đâu. Thằng bò Úc nè, nhúng lẩu nè, 149 nè. Tôm nhúng lẩu 169 nè. Mực nhúng lẩu 179. Đặc biệt combo lẩu Thiên Phú nè, cái lẩu này đặc biệt nha, thì nó giá cao nha, 369, 499 là 500, 370 đến 500. Combo lẩu Tây Nguyên nè, 370 đến 500. Combo lẩu hải sản nè, 370 đến 500. Đó, hình ảnh minh họa. Chán miệng luôn, chán miệng truyền thống nè, 15.000 giá ô đá 25. Kem lăng cà phê 19. Kem lăng dâu tây 25. Trái cây 4 mùa 69. Rồi hình ảnh luôn. Hôm nay mình ăn một tô cơm này nha. Tô cơm này hơi nhiều với mình nha, chắc ăn không hết đâu. Hôm nay mình ăn thịt bò nè, có thịt bò nè, có tôm nè, có mực nè, có rau nè. Hôm nay mình ăn món một món thôi. Đây, cơm đây. Đầu tiên nha, thử ăn cơm cái nha. Cơm nè, chấm vô nước mắm nè. Này bạn đi nấu nước tôm, rồi mời các bạn nha. Ngon.
tươi, đậm đà. Với, đối với mày, đối với mình nó có vị hay mặn chút. Nhìn nhóm tiếp theo vậy, tùy á. Nè, các bạn. Thịt bò này nha, tùy ăn được nha, nhưng mà hơi dai, mình thấy hơi dai. Kiểu như là mình điều tra cơ sơ, mình tống giam nó mà nhai sơ sơ, mình nuốt luôn chứ hơi dài nha. Bây giờ mình thử, mình sẽ thử miếng mật nha. Đây cái này, miếng mật đây, mật xào. Nói chung ở đây là gần có mật nè, có bò nè, có tôm nè, xào với rau rừng. Một lát mình sẽ ăn rau rừng sau nha. Rồi mời các bạn nha. Mật ngon, sụp. Kiểu như người ta xào á, cái mật nó không được thấm lắm. Bây giờ mình sẽ thử miếng rau rừng nha, coi nó là rau gì. Ăn vô coi có biết không? Đây các bạn, ở trong menu nó quảng cáo là rau rừng nhưng mà nó cũng không biết là rau gì. Rau tươi. Để mình hỏi nhân viên coi cái rau này là rau gì. Mình cũng mới hỏi anh nhân viên các bạn, mình hỏi cái rau này là rau gì, anh nhân viên anh cũng nói là anh biết, anh chỉ biết là rau rừng thôi, nhưng mà nói chung cũng ngon, cũng ngon, rau cũng ngon. Rồi vậy thôi nha, mời các bạn ăn. Tắt camera chiến đấu đây. Cái khăn lạnh này cũng có tên nhà hàng, địa chỉ các thứ luôn. Nếu mà các bạn mà đi du lịch Đà Lạt đó thì có dịp đó thì cũng nên trải nghiệm thử cái nhà hàng này ăn thử. Mình thấy đồ ăn ở đây nó cũng đa dạng nhiều thứ nha, đặc biệt là cái quầy rau lai, cái trình bày cũng rất là phong phú ha. Ăn thôi các bạn. Đây là cái quầy lai rau rừng, có nước sốt ở đây sẵn là nước chấm à. Nó có một cái món gọi là món buffet rau. Mọi người ớt, cà chua, chanh, tỏi. Không gian quán sạch sẽ ha. Quán này cũng khá là đông nha. Đồ ăn giá cả cũng được. Đây, mai anh đào.